Thị trường phiên ngày 12 tháng 7 là một phiên cho thấy được cái áp lực bán của thị trường lớn như thế nào. Khi mà kết phiên giao dịch thì thị trường đã giảm lên đến là hơn 50 điểm, tương với mức giảm là 3,77%. Thì đây là một mức giảm rất lớn và chúng ta có thể chứng kiến được hôm nay rất nhiều các mã cổ phiếu trong chỉ số chúng ta đã kết phiên trong cái chiều đó là giảm sàn. Và ở trong phiên thì có rất nhiều các mã cổ phiếu là cũng đã chạm sàn với mức rất là lớn. Thì sau đó thì đến cuối phiên thì nó cũng đã có được những cái lực kéo lên những cái dòng tiền tham gia bán đáy thị trường giúp cho là nhiều cổ phiếu thì nó không kết phiên ở trong cái chiều là giảm sàn. Tuy nhiên thì nó vẫn kết phiên ở những cái mức giảm cũng rất là mạnh. Và cái việc mà giảm sàn các mã cổ phiếu hôm nay thì nó không chỉ là tập trung vào một hai nhóm ngành mà nó giảm sàn ở rất nhiều các nhóm ngành trên thị trường của chúng ta. Vậy thì câu hỏi đặt ra chúng ta ở thời điểm hiện tại là gì? Là liệu thị trường có còn giảm tiếp hay không? Và thứ hai là nếu mà thị trường không giảm thì cái hành động của chúng ta sẽ là gì? Cũng như là liệu chúng ta có thể giải ngân và có những cái dấu hiệu gì là những dấu hiệu tốt của thị trường phim này để chúng ta có thể kỳ vọng trong những thời gian tới hay không? Thì tất cả sẽ có trong video ngày nay thì em Tùng sẽ cùng với anh chị sẽ cùng nhau đi phân tích. Dạ vâng, thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube Cộng đồng CBHT33. Thì em là Lê Thanh Tùng, tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán VPS. Đầu tiên thì em cũng xin phép được giới thiệu là thời gian gần đây thì em liên tục tuyển dụng đội ngũ môi giới và cộng tác viên chứng khoán. Thì các anh chị nào mà đang có nhu cầu và cũng như là muốn tìm hiểu về ngành chứng khoán này thì các anh chị có thể đăng ký tại đường link ở dưới phần mô tả dưới đây, hoặc là các anh chị có thể là liên hệ tới em qua số Zalo tại màn hình chạy xem là được nhé. Ngoài ra thì các anh chị nào mà hiện tại mà chưa có tài khoản VPS thì các anh chị có thể là mở tài khoản giao dịch tại VPS với rất nhiều các ưu đãi mà hiện tại mà VPS đang có những ưu đãi. Thì chi tiết như nào thì các anh chị cứ liên hệ tới em qua số Zalo tại màn hình anh chị xem là được nhé. Thì quay trở lại với thị trường của chúng ta. Ở phim này thì cũng không cần phải đưa ra những cái nhận xét gì thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được luôn về cái áp lực bán của thị trường hôm nay là lớn như thế nào. Và thực ra thì những cái kịch bản này thì nếu về góc độ cá nhân cũng thì thực ra thì em cũng không 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 ai là mong muốn cả. Toàn thị trường chung của chúng ta thì không ai là mong muốn những cái kịch bản này xảy ra. Tuy nhiên thì đây là những thứ mà thị trường cần thiết, theo đánh giá là thị trường cần thiết phải có những cái nhịp như thế này. Đó thì để cho chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ xác định với nhau là xu hướng thì em vẫn đánh giá là xuống trong trung hạn và dài hạn tiếp theo. Thì xuống thị trường vẫn sẽ là một xu hướng đi lên và sẽ chinh phục những cái vùng đỉnh cao mới. Tuy nhiên thì bản thân ở thời điểm hiện tại thì là thị trường cần phải có những pha đạp dạng như thế này. Đó, và để làm mới lại dòng tiền cũng như là xử lý lại cái nội tại dòng tiền. Thì sau khi kết phiên cũng hai phiên giao dịch hôm trước thì cũng có nhiều anh chị có comment ở trên trên video thì các anh chị cũng có bảo là các môi giới hoặc là ví dụ như là em cứ hô như thế này thì là bảo sao thị trường không không sập. Thực ra thì bản thân em cũng là một cá nhân nó rất là nhỏ bé thôi. Bản thân các anh chị xem video của em thì cũng chỉ là một trong số những lượng nhà đầu tư rất là nhỏ. Đâu đó chỉ khoảng tầm mỗi một video thì có khoảng tầm độ 5 6.000 các anh chị theo dõi. Thì đây là một cái lượng nó rất là nhỏ, nó không đáng là bao so với thị trường của chúng ta lên đến là khoảng tầm 4 triệu nhà đầu tư cơ. Thì rõ ràng là kể cả các anh chị có bán theo em thì cũng không phải là một cái yếu tố khiến cho thị trường có thể giảm được. Chúng ta cũng chỉ là một trong những lượng nhà đầu tư rất là nhỏ nhoi khi tham gia thị trường này thôi. Do đó thì cái sức ảnh hưởng của em tới thị trường nó cũng không thể nào mà lớn như vậy được. Chúng ta cũng chỉ là những cái nhà đầu tư rất là nhỏ thôi, nó không thấm là bao so với cái lượng thanh khoản trên thị trường. Thì để cho chúng ta có thể thấy được là thực ra những cái này nó là những cái diễn biến tâm lý chung của thị trường. Và bản thân em cũng cũng không hề mong muốn những cái kịch bản này xảy ra đó. Bởi vì bản thân em cũng đứng góc độ là một nhà đầu tư chứ, em cũng đâu có mong muốn là thị trường sẽ có những cái nhịp này đó. Nếu mà khi thị trường gặp những nhịp này thì đương nhiên thì bản thân các nhà đầu tư cũng như nếu mà em khi tham gia thị trường thì cũng sẽ gặp phải những cái cũng chịu những tình cảnh chung như thị trường thôi. Do đó thì cái yếu tố này là yếu tố mà không ai mong muốn, nhưng đây là những cái yếu tố cần thiết của thị trường và em đánh giá đây sẽ là những cái bước đà để cho thị trường có thể có những cái bứt phá và chinh phục những cái đỉnh cao mới trong những thời gian tới. Bởi vì thực ra thì yếu tố về nền kinh tế thì như các video trước thì em cũng đã có phân tích qua cho các anh chị. Thì bản thân hiện tại thì các yếu tố kinh tế của chúng ta vẫn đang vận hành tương đối tốt, mặc dù là có những yếu tố ảnh hưởng bởi dịch Covid trong Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì chúng ta hãy nhìn vào một cái bức tranh tổng quan về nền kinh tế
về những hiệp định cũng như là những cái dấu hiệu liên quan đến yếu tố về xuất nhập khẩu cũng như là khả năng phục hồi và những cái sự sát sao về những về mặt chính sách hỗ trợ cũng như là của chính phủ chúng ta đang rất là sát đối với các doanh nghiệp. Thì những cái chỉ số đầu năm, những cái tổng hợp đầu năm cũng đã cho thấy được là cái nền kinh tế của chúng ta đang vận hành vẫn tương đối là tốt so với các nền kinh tế còn lại. Thì xét về mặt yếu tố về nền kinh tế thì chúng ta vẫn đánh giá là yếu tố nền kinh tế của chúng ta là tốt. Còn bản thân ở thời điểm hiện tại là thị trường của chúng ta, bản thân nội tại dòng tiền của thị trường chứng khoán của chúng ta đang có những cái vấn đề. Thì ngày xưa thì em cũng đã có từng có phân tích cho anh chị là gì? Thì những cái yếu tố nào mà đưa thị trường của chúng ta đi lên thì những cái yếu tố đó cũng sẽ chính là những nhân tố khiến cho thị trường của chúng ta đi xuống. Thì chúng ta có thể thấy được là chúng ta sẽ phân tích vào hai cái thời điểm. Giống như cái thời điểm mà thị trường sau khi mà vượt 1.200 thì thị trường đã có những cái biến động về tâm lý của các nhà đầu tư mới tham gia thị trường, tức là các nhà đầu tư F0. Nó khiến cho những ở cái thời điểm mà sau khi vượt 1.200 xong thì thị trường của chúng ta luôn luôn có những sự biến động dao động giá cực kỳ lớn. Và chỉ khi mà thị trường của chúng ta có những sự ổn định lại về mặt tâm lý thì lúc đó là thị trường bắt đầu giao dịch, nó mới hết những cái trạng thái gọi là xanh vỏ đỏ lòng và tạo ra những cái bước bước đệm cũng như là những cái đà tăng trong những giai đoạn phía sau. Và chúng ta có thể thấy được là cái dòng tiền của nhà đầu tư F0 đổ vào thị trường quá lớn, nó khiến cho tạo ra những cái sự hưng phấn và những cái quả bong bóng trong thời gian ngắn, tức là trong trong ngắn hạn. Thì những cái yếu tố đó khi mà lên đến một cái vùng nào đó, thực ra thì cái vùng này thì chúng ta sẽ chưa biết được là vùng đỉnh, khi mà nó chưa qua thì chúng ta sẽ chưa biết được vùng đỉnh, nhưng những cái khoảng thời gian đó là những cái khoảng thời gian mà thị trường đang cho thấy những cái sự chững lại đà bán, cũng như là sau những cái nhịp đạp như thế này thì thị trường cái nội tại thị trường cũng như là tâm lý của nhà đầu tư vẫn chưa thể lấy lại được cái niềm tin vào thị trường. Và cái dòng tiền F0 đó nó đang rất là lớn, khiến cho là gì? Là thị trường gặp phải những cái áp lực bán lớn và cái dòng tiền của những nhà đầu tư tổ chức hay khối ngoại hoặc là những tay to. Như em đánh giá thì không thể nào lớn được bằng với cái dòng tiền F0 đã đổ vào quá lớn trong thời gian vừa qua. Bởi vì trước đó thì thanh khoản của thị trường chỉ duy trì ở những mức khoảng tầm 12, 13 nghìn tỷ, phiên nào 14, 15 nghìn tỷ đã là rất lớn rồi. Nhưng những cái thời gian gần đây thì thị trường luôn luôn giao dịch trong những chiều là ngoài 20 nghìn tỷ, thậm chí lên đến 30 nghìn tỷ, thì chứng tỏ là cái dòng tiền mới tham gia thị trường nó đổ vào thị trường cực kỳ lớn. Mà cái dòng tiền của F0 thì bao giờ cái tâm lý giao dịch cũng sẽ không thể nào mà vững được đối như những nhà đầu tư tổ chức hay là những nhà đầu tư lâu lâu năm được. Do đó thì khi cái dòng tiền này đã tham gia quá lớn thì khi gặp những cái áp lực bán cũng như là những cái sự không ổn định về tâm lý thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái yếu tố là có thể là bị bán mạnh. Và chúng ta cũng có thể thấy được là gì? Bản thân tay to thực ra họ cũng chưa thể nào thoát được hàng. Và với những cái kịch bản mà thoát dạng như này thì rõ ràng họ cũng sẽ không có lãi nhiều. Đấy là điều mà chúng ta cùng đi phân tích với nhau. Nhưng bởi vì cái dòng tiền F0 nó quá lớn và cái dòng tiền của tay to cũng như là dòng tiền của nhà đầu tư tổ chức không thể nào mà lớn được bằng và cái sức mạnh nó bằng với cái dòng tiền của F0. Nếu để mà sự đồng thuận thì chắc chắn là cái dòng tiền F0 sẽ không thể đồng thuận được như là tạo lập hay là tổ chức. Nhưng khi gặp chung một cái áp lực bán lớn thì cái dòng tiền đó nó còn mạnh hơn rất là nhiều và nó khiến cho những cái dòng tiền lớn nó không thể nào mà đỡ giá được chỉ số của chúng ta. Và bản thân trong những cái phiên vừa qua thì chúng ta cũng có thể thấy được là sau những cái phiên mà thị trường giả vờ tạo ra những cái nến rút chân lớn như thế này đó, và phiên hôm trước cũng có tạo ra được một cái nến rút chân trong cái trường hợp là về cái vùng nền cũ đây, vùng 1.135 ở đây thì đã có những cái sự rút chân ở cuối phiên như này. Nhưng mà chúng ta cũng đã có đi phân tích với nhau là những cái yếu tố này thực ra thì đây là chỉ là những cái chúng ta nhìn được bên ngoài thôi. Còn bản chất vấn đề là cái dòng tiền của phiên trước đó thì nó không hề tốt một chút nào và cái cách mà thị trường rút cho nên trong phiên ngày mùng 9 tháng 7, tức là phiên hôm thứ sáu vừa qua thì nó cũng không hề rút chân lên theo những cái chiều hướng tích cực. Và phiên hôm nay thì thực ra thì những cái kịch bản này cũng không ai muốn đâu, nhưng nó cũng đã diễn ra rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi phân tích là cái cách mà thị trường đạp và cái cách mà vận động của phiên hôm nay thì nó cho thấy những cái yếu tố gì nó xấu và những yếu tố gì nó là tốt. Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy được là gì? Chúng ta sẽ bật lại cái chart 3 phút. Thì cái áp lực bán của thị trường nó xuất hiện ngay từ đầu phiên.
chứ không phải là nó đến chờ đến cuối phiên nó mới có. Thì cái áp lực bán này nó đã có xuất hiện ngay từ đầu phiên, từ phiên mở cửa cho đến xuyên suốt quá trình trong phiên này gần như là nó đều diễn ra trong những cái áp lực bán. Đây là điều đầu tiên để chúng ta có thể khẳng định với nhau. Thứ hai thì cái dòng tiền mà chúng ta có thể nhìn thấy được, cái dòng tiền bán thì càng ngày có những cái dấu hiệu đó là những cái vòng bán rất là lớn. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy được là phiên nay thì nó đã có những yếu tố liên quan đến cô mực bán for sale, bán bất chấp đối với các nhà đầu tư mà có những tỷ lệ tài khoản ở trong tài khoản margin nó không tốt, thì phiên nay nó đã có hội tụ những cái yếu tố đó rồi. Và thứ hai chúng ta sẽ phân tích ở cái thời điểm đó là sau cái thời điểm là 13 giờ 39 phút, trước thời điểm 13 giờ 39 phút và sau thời điểm 13 giờ 39 phút, thì đây là cái mốc mà chúng ta cần phải phân tích với nhau. Thì các anh chị có thể thấy được là gì, là sau mỗi cái cú đạp với những cái von lớn như này thì những cái von đó nó gần như là nó bắt đầu nó có dấu hiệu giảm dần ở những cái thời điểm về sau, từ cái thời điểm là sau giờ chiều. Anh chị có thể thấy được là phiên sáng với những cái cây von bán rất là lớn ạ. Đây là những cái cây von bán rất là lớn. Đó. Tuy nhiên thì khi mà thị trường có những cái nhịp hồi kéo lên ở cái vùng đó là vùng 1.300 ở đây, tức là thị trường về cái vùng 1.275. Đó, thì thị trường có những dấu hiệu là bật tăng lên. Bởi vì sao? Bởi vì cái vùng 1.215 đó là vùng hỗ trợ cứng của thị trường. Thì khi thị trường về cái vùng đó bật lên, đó là chuyện vận động rất là bình thường thôi. Nhưng chúng ta có thể thấy là sau cái nhịp đó thì cái von bán của thị trường nó không hề lớn. Và các anh chị có thể thấy được là sau cái von bán không lớn đó thì thị trường đang giao dịch trong cái chiều hướng đó là ổn định hơn về mặt tâm lý cũng như là ổn định hơn về mặt giá. Thì đây là cái biên độ dao động giá có dấu hiệu là giảm và có những dấu hiệu là nó hẹp dần. Đó. Thì các anh chị có thể thấy được là tính đến cái thời điểm là 13 giờ 39 phút thì cái biên độ này nó rất là hẹp cũng như là cái von bán nó nhỏ. Và cái nhịp sau đó thì nó giống như một cái nhịp là gì? Là để cho những nhà đầu tư cuối cùng muốn bán ra thì họ bán ra nốt đi. Đây là phiên hôm nay thì nó đang cho thấy những dấu hiệu đó. Và sau khi có những cái dấu hiệu là những nhà đầu tư gần như là những nhà đầu tư cuối cùng muốn bán ra thì thị trường đã có những cái sự là nó đi ngang để ổn định về cái tâm lý ở đây. Đây chính là vùng ổn định tâm lý của nhà đầu tư. Cũng như là khi về đến vùng 1.275 thì gần như là thị trường không còn muốn bán nữa. Đó, để cho chúng ta có thể thấy được. Và sau đó thì khi mà gần như thị trường không còn muốn bán nữa thì các anh chị có thể thấy được là với những cái cây von nhỏ thì nó bắt đầu xuất hiện được những cái sự hồi của thị trường. Tức là khi mà trong một thị trường mà nó đang rơi rất là mạnh như thế này, đang gặp những áp lực bán lớn mà bỗng nhiên thị trường có những sự chững lại về cái đà bán ở cái vùng nền, và sau đó thì có những cái nhịp đó là thị trường có những dòng tiền tham gia vào đáy đây giúp cho chỉ số của chúng ta được kéo lên rất là mạnh. Thì đây là những cái yếu tố mà nó sẽ khác so với những cái phiên phiên hôm trước. Đây là những cái mà khác với phiên trước. Thì sau khi mà thị trường bị đạp mạnh với một cái cây von lớn như này thì thị trường bật hồi luôn như này, thì đây nó sẽ cho những dấu hiệu là nó mang tính chất là hồi kỹ thuật nhiều hơn. Đó. Còn phiên này thì khi mà đạp về nó có sự ổn định về vùng giá hơn, ổn định về tâm lý của nhà đầu tư hơn, thì sau đó thì cái việc mà đánh lên như này thì nó sẽ có những cái dấu hiệu và nó sẽ có những cái độ tin cậy cao hơn. Mặc dù là cái von tham gia bắt đáy thị trường không phải là quá lớn, nhưng đây là những dấu hiệu đầu tiên của thị trường. Đây là những dấu hiệu đầu tiên của thị trường nó mang tính chất đó là nó có độ tin cậy cao hơn so với phiên trước anh chị nhé. Đó. Và cái sự ổn định giá trước cái nhịp đó là trước cái nhịp mà von bán cuối cùng như thế này thì nó cũng đang cho thấy được là cái tâm lý của nhà đầu tư ở thời hiện tại nó đang có những dấu hiệu là nó chững lại hơn và gần như là các nhà đầu tư không muốn bán ra nữa. Đó, đây là những cái yếu tố để chúng ta có thể là chúng ta kỳ vọng trong những phiên tới. Và cái thứ hai thì chúng ta có thể nhìn thấy trực quan là gì? Là khi thị trường về đến cái vùng nền, đây chính là cái vùng mà rất là chắc của thị trường. Đây là vùng nền hỗ trợ cực kỳ mạnh của thị trường. Thì thị trường đã có những dấu hiệu bật lên với một cái cây nến rút chân nó rất là mạnh. Đó. Và đây nó đang cho những dấu hiệu đáng tin tưởng hơn của thị trường. Tuy nhiên thì việc là thị trường đã tạo đáy được hay chưa thì rõ ràng cái này chúng ta không thể biết được. Chúng ta không thể nào biết được. Chúng ta chỉ có thể là đưa ra được phân tích những yếu tố nó tiêu cực và những yếu tố tích cực để chúng ta có thể kỳ vọng được thị trường trong tương lai. Còn việc thị trường tạo đáy được hay chưa thì chúng ta chưa chưa thể biết được. Tuy nhiên, hôm nay cũng cho thấy được tương đối là nhiều dấu hiệu. Những dấu hiệu là gì thì lát nữa em sẽ phân tích sau. Và quay trở lại chúng ta sẽ phân tích lại cái nhịp phiên ngày 28 tháng 1 là cái phiên mà thị trường đã bị giảm sàn với một cái mức lên đến là 6,67%.
Thì phiên hôm nay thực ra thì nếu như chúng ta nhìn vào hai cái mức giảm ạ. Phiên ngày 28 tháng 1 là thị trường giảm ở mức là 6,67%, còn phiên nay thị trường chỉ giảm là 3,77% thôi. Thì cũng sẽ có rất nhiều các luồng ý kiến cũng như là lo sợ là gì? Là thị trường còn bị giảm nữa, bởi vì thị trường chưa giảm sàn như phiên ngày 28 tháng 1. Thì thực ra thì cũng có thể là thị trường sẽ giảm theo cái kịch bản đó. Tuy nhiên thì theo đánh giá thì để mà thị trường tiếp tục giảm như thế này nữa thì nó sẽ rất là khó. Nó sẽ rất là khó. Đó. Bởi vì là thực ra nếu mà thị trường nếu đi theo 100% theo như cách mà thị trường ngày xưa đã vận động thì thực ra nó cũng sẽ hơi dễ. Và những yếu tố mà chúng ta đang phân tích, chúng ta đang nhìn thấy đây ạ thì nó vẫn đang cho thấy được là những cái dấu hiệu tích cực nhiều hơn là những cái sự tiêu cực. Cũng như đối với VN30 thì thời điểm hiện tại là VN30 vẫn đang giữ được tại cái vùng nền. Thứ nhất là tiệm cận về cái vùng 1385 bật lên. Thứ hai là kết phiên VN30 vẫn giữ được lại cái vùng nền 1443. Đây là điểm tích cực để cho chúng ta có thể kỳ vọng trong những thời gian tới. Mặc dù phiên này VN30 cũng là phiên mà đã bị bán tương đối mạnh với một cái mức giá trị lên đến là 20.300 tỷ. Đây là một mức thanh khoản kỷ lục của VN30. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy được là một số những mã cổ phiếu thuộc dòng dầu khí. Chúng ta sẽ nhìn thấy được là dòng dầu khí. Thì trước khi thị trường bị đạp như này thì chúng ta thể thấy được là dòng dầu khí đã bị đạp từ trước. Và những dấu hiệu của dòng dầu khí đang có những dấu hiệu là tạo đáy. Ví dụ như là cổ phiếu của PVS hay là cổ phiếu của PVD. Thì đối với cổ phiếu của PVD thì nó đã về cái vùng nền nền dưới ạ. Đây là vùng hỗ trợ dưới thì những ngày trước ạ. Thì khi cổ phiếu của PVD nó về cái vùng đó là vùng 18 đây, nó có dựa bật lên thì phim này PVD cũng tương tự là như vậy. Thứ hai đó là cổ phiếu của PVS. Thì cổ phiếu của PVS hôm nay cũng tương đối là khỏe. Khi thị trường bị giảm rất là mạnh như này thì PVS nó lại tạo được một mức tăng lên đến là gần 4%. Trong cái chiều hướng là nó về đến cái vùng nền dưới đây, nó dấu hiệu bật lại. Thì nó đang cho thấy là chững lại cái đà bán cũng như là nó đang có dấu hiệu là tạo đáy trong ngắn hạn. Đó. Thì đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể kỳ vọng được. Cũng như là một số những mã cổ phiếu khác thì nó cũng hôm nay cổ phiếu của BR nó cũng đã về đến cái vùng nền hỗ trợ rất là mạnh ở đây rồi. Đây là vùng hỗ trợ mạnh từ vùng giá 14 cho đến vùng giá 16 ở đây. Nó có dấu hiệu bật lên mạnh như thế này thì nó cũng đang cho những cái dấu hiệu là đó là tạo đáy. Do đó thì đối với thời điểm hiện tại nếu như các anh chị đã không bán thì theo đánh giá theo em thì các anh chị không nên bán nữa. Và các anh chị nên là các anh chị sẽ canh tham gia đối với một số những mã cổ phiếu mà nó có những yếu tố. Một là nó bán cực kỳ mạnh, đúng chiết khấu, hoặc là có những yếu tố bật lên hấp thụ tốt cái lượng cung. Hoặc đối với dạng thứ hai đó là gì, là cái vol bán gần như là không có. Thì một cổ phiếu dạng như vậy đó là cổ phiếu của NVB. Thì đây là cổ phiếu mà hôm nay em đã có khuyến nghị cho các anh chị trong room khách hàng bên em là các anh chị mua giá sàn. Thì phim nay em có quan sát được cổ phiếu này mặc dù là nó cũng bị bán rất bán bị giảm sâu, nó bị giảm sâu về đến cái giá sàn. Tuy nhiên thì cái thanh khoản bán của nó gần như nó không có. Do đó thì em đã khuyến nghị cho các anh chị trong room khách hàng bên em là hôm nay đã mua cổ phiếu của NVB ở cái mức giá sàn. Và cổ phiếu của NVB nó kết phiên trong chiều xanh điểm như này thì em đánh giá tương đối là tốt. Và cái dòng tiền lớn tham gia của cổ phiếu NVB vẫn chưa thoát hết ra. Do đó thì chúng ta vẫn có thể là chúng ta sẽ tham gia được với những mã cổ phiếu như thế này. Thực ra đối với cổ phiếu của NVB trong câu chuyện trong những phiên tới liệu chúng ta tham gia được không thì đây là một trong những cái mà cực kỳ khó. Rất là khó để cho chúng ta có thể là liệu chúng ta có thể tham gia được không. Mặc dù là hiện tại là nó vẫn đang giữ ở cái vùng nền. Đó. Nó vẫn giữ được ở cái vùng nền đây thì đây là những yếu tố tích cực. Tuy nhiên thì cái cơ hội để cho chúng ta tham gia không phải lúc lúc nào cũng có, nó không phải lúc nào nó cũng về được cái giá sàn như như thế này. Và khi các anh chị mà mua ở cái vùng giá này trong phiên ngày ngày mai thì đương nhiên là những cái rủi ro của anh chị sẽ cao hơn so với việc là các anh chị mua giá sàn của phiên hôm nay. Đó thì cổ phiếu của NVB khi mà bị đạp về cái vùng nền dưới đây, nó đạp về với cái von nó gần như là không có thì em đã nhận thấy là nó gần như đây là cơ hội để chúng ta có thể tham gia được. Thì hôm nay em đã có khuyến nghị cho các anh chị tham gia. Ngoài ra thì chúng ta có thể là tham gia được một dạng cổ phiếu khác, đó là cổ phiếu của VIB. Thì VIB thì cũng đã có được em khuyến nghị cho các anh chị trong room khách hàng bên em thì mua từ giá 50.8 cho đến vùng 51.2 ở cây này. Thì đến T3 hàng về thì em cũng đã có khuyến nghị cho các anh chị đã chốt ở vùng giá 53 ở đây rồi. Thì phim này thì VIB thì mặc dù là nó giảm 6% nhưng nó vẫn có những yếu tố tích cực để trong những phiên tới thì chúng ta có thể là chúng ta canh tham gia được đối với những mã cổ phiếu dạng như này.
Thực ra thì ở thời điểm hiện tại để mà khuyến nghị cho các anh chị mua thì mua hay bán nó là một điều cực kỳ khó để cho các anh chị có thể là xác định được luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là trong những cái thời điểm mà thị trường đang đi xuống như thế này, khuyến nghị cho các anh chị bán rất là khó, bởi vì các anh chị đã bị lỗ rất là nhiều rồi. Cái điều này là điều không cần phải hỏi thì cũng đều có thể biết được. Đây là tình trạng chung của thị trường. Đó. Còn cái việc mà mua mới, cái việc mà mua mới thì nó còn khó hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì khi thị trường chưa tạo đáy thì chúng ta chưa thể biết được đáy được. Và nếu như các anh chị nào tham gia thì đương nhiên là các anh chị phải chuẩn bị sẵn những cái tâm lý là gì? Là cái cơ hội cao thì đương nhiên nó cũng sẽ đi kèm với những cái rủi ro cao. Chỉ có là gì, chúng ta sẽ cùng phân tích là những yếu tố nào chúng ta có thể tham gia được và những yếu tố nào chúng ta không thể tham gia được. Và những cái độ rủi ro nó là cao hay thấp thôi. Thì đối với cổ phiếu của VIB thì phiên này là một phiên cho thấy cái von giảm điểm nó không phải là quá lớn. Nó chỉ bị bán, theo đánh giá nó chỉ bị bán chung chung với thị trường thôi. Và nếu như phiên tới cổ phiếu này nó về cái vùng giá 48 đây thì chúng ta có thể thấy được là có tận 3 phiên đều chạm về giá 48 nó bật lên như thế này. Thì chúng ta có thể xác định được qua với nhau là cái vùng giá 48 là một cái vùng giá có hỗ trợ tương đối là mạnh. Đó là những cái nhà đầu tư mà họ muốn bán ra ở vùng này gần như không có nữa, và những cái dòng tiền hấp thụ lại được những cái lượng hàng ở vùng giá 48 này là tốt. Do đó thì nếu như phiên mai mà cổ phiếu VIB nó về vùng giá 48 thì các anh chị đã có thể canh giải ngân ra một phần. Ngoài ra thì cũng sẽ có một số những mã cổ phiếu khác mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ canh tham gia được. Thì thực ra chúng ta cũng sẽ theo đánh giá thì nếu như các anh chị mà dám mạo hiểm thì chúng ta vẫn có thể là canh tham gia được với một số những mã cổ phiếu. Bởi vì trong những cái lúc mà thị trường hoảng loạn cũng như là trong những cái lúc mà thị trường có những yếu tố rủi ro cao thì những cái sự rủi ro cao đó thì bao giờ nó cũng sẽ đi kèm với những cơ hội cao. Đây là điều mà khi chúng ta tham gia thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận. Cũng như là những cái thời gian trước. Những thời gian trước thì chúng ta đã dám tham gia thị trường ở những cái vùng, thậm chí là những cái vùng khi thị trường bị đạp về rất mạnh ở đây. Thì nếu như các anh chị đã dám tham gia ở những vùng này thì đương nhiên là các anh chị cũng đã nhận được những cái thành quả mà nó tương xứng. Còn khi mà thị trường mà nó đã rõ ràng rồi thì đương nhiên là các chị cũng có thể thấy được là gì? Là khi thị trường đã rõ ràng thì cái rủi ro, cái cơ hội thì nó sẽ không còn nhiều. Và lúc đó thì cái rủi ro ở thời điểm đó nó sẽ là đi lên, nó sẽ tăng cao. Còn khi mà rủi ro đã quá lớn rồi, giống như những cái phiên này, phiên này là những phiên mà chúng ta đều thấy được là thị trường đã giảm quá mạnh rồi. Và ai cũng đang sợ, ai cũng đang sợ hãi, ai cũng đang lo lắng. Và ai cũng đang thấy là thị trường đang rất là rủi ro và không còn tin nữa. Thì lúc đó là rủi ro nó sẽ bắt đầu nó giảm dần. Đó. Thì nếu như các anh chị mà tự tin, các anh chị mà bản lĩnh và dám chấp nhận những cái rủi ro này thì các anh chị hãy tham gia. Còn đâu nếu như các anh chị mà không dám thì tốt nhất là các anh chị nên đứng ngoài và chờ thị trường tạo đáy hẳn xong. Vì khi nào mà tạo đáy xong thì lúc đó thì chúng ta mới biết là đáy. Còn đâu nếu như các anh chị mà dám chấp nhận ở một cái mức rủi ro nào đó và tham gia với một mức tỷ trọng nào đó thì nếu như trong những phiên tới mà thị trường đi lên thì đó cũng là những cái thành quả, là những cái món quà dành cho anh chị. Còn đâu nếu như thị trường mà chẳng may thị trường vẫn tiếp tục về test lại những cái vùng nền dưới đây thì đâu đó là chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Đó nhá, cái này thì em sẽ không khuyến nghị nhá. Ở thời điểm hiện tại, thứ nhất là xét về xuống thị trường rất khó để chúng ta có thể nhận định được một phiên ngày mai nó sẽ diễn biến theo những tâm lý như thế nào. Tuy nhiên thì với những cái góc độ cá nhân mà em đang nhìn nhận thì các anh chị có thể là tham khảo nhé. Đây là chỉ là những cái quan điểm cá nhân của em, các anh chị có thể tham khảo, các anh chị có thể không. Bởi vì chắc chắn với việc thị trường như thế này, kể cả những cái phiên trước em có đưa ra những cảnh báo cho các anh chị rồi thì cũng nhận được rất nhiều những cái ý kiến trái chiều đó, có anh chị thì đồng đồng tình, có anh chị thì không. Thì do đó thì đây là những cái quan điểm cá nhân, các anh chị nào mà cảm thấy phù hợp thì các anh chị tham khảo và các anh chị có thể là tham gia. Còn những anh chị nào mà các anh chị cảm thấy là không phù hợp với quan điểm của mình thì các anh chị cũng đừng có comment ở phần bên dưới mô tả, để bởi vì những cái đó thì thực ra thì nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Nó không, khi mà việc đổ lỗi hay là chúng ta đưa ra những cái quan điểm mà nó trái chiều nhau, thực ra cái việc mà đưa ra quan điểm trái chiều nhau đó là chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên thì chúng ta nên comment, đưa ra những ý kiến nó mang tính chất là xây dựng để chúng ta có thể nhìn thấy được những cái điểm tốt của nhau, những cái điểm hạn chế của nhau, để chúng ta có thể là chúng ta sẽ làm đó là những cái kinh nghiệm, những cái bài học
để những cái giai đoạn phía sau chúng ta giao dịch nó sẽ hiệu quả hơn. Đó, thì các anh chị nào mà cảm thấy mà phù hợp thì các anh chị hãy tham khảo nhé. Thì phiên hôm nay thì em vẫn nhận thấy được những cái dấu hiệu tích cực. Đó, trong đó thì có những cái mã cổ phiếu mà trong những cái giai đoạn tiếp theo em vẫn đánh giá nó sẽ là những cái giai đoạn mà nó sẽ mang tính chất là dẫn dắt thị trường trong thời gian tới. Thì NVB thì cổ phiếu này thì hiện tại là nếu như anh chị nào bắt được hôm nay thì đó là điều rất là tốt rồi. Thì bản thân hôm nay thì NVB là anh chị đã có một cái mức đâu đó khoảng tầm 11%, đây chính là những cái mức bảo lãnh cho các anh chị trong những phiên tới. Thì T vàng về như nào thì chúng ta chưa biết, nhưng ít nhất là chúng ta đã có sự bảo lãnh lên đến là 11% rồi, cũng tương đối là tốt. Đầu tiên thì em sẽ đánh giá với Techcombank. Mặc dù Techcombank là cổ phiếu mà phim nay thì chúng ta có thể thấy được là cái vol bán rất là lớn, cao nhất từ trước đến nay đối với cổ phiếu của Techcombank. Tuy nhiên thì Techcombank em vẫn đánh giá nó có những dấu hiệu rất là tốt, mặc dù là phim nay đã giảm lên đến là hơn 5% như thế này. Thì nó có những cái điểm tốt như sau. Nhất là không có lý do gì mà phiên ngày mùng 5 tháng 7 là một phiên mà dòng tiền mới đánh lên mà phim nay nó đã thoát hàng ra. Chắc chắn là không, nếu như phim nay mà nó thoát hàng ra như thế này thì đương nhiên là nó sẽ bị bán lỗ. Thứ hai, đó là gì? Cổ phiếu này hôm nay về đến cái vùng nền đây, nó bật lên tốt tốt như này ở ở cái mức lúc cuối phiên. Và cái dòng tiền chủ yếu là dòng tiền tham gia vào cuối phiên như thế này thì em đánh giá tương đối là tốt. Nếu như phiên tới mà cổ phiếu Techcombank về đến vùng giá 51 thì các anh chị có thể là các anh chị sẽ tham gia giải ngân được một phần, và bản thân em cũng sẽ canh ở vùng giá 51.4 là vùng giá mà em sẽ khuyến nghị cho các anh chị trong room khách hàng bên em sẽ tham gia giải ngân một phần đối với cổ phiếu này. Dư địa đối với dòng ngân hàng em vẫn đánh giá là vẫn còn. Thứ hai đó là cổ phiếu của Tiên Phong Bank. Thực ra đối với cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tham gia nó sẽ hơi khó một chút. Nó sẽ hơi khó bởi vì sao? Bởi vì hiện tại là nó đang ở cái vùng nền nền dưới rồi, nó ở vùng đáy dưới. Thì với các anh chị nào mà có hàng mà các anh chị chưa bán thì theo em thì các anh chị là không nên bán nữa. Phim nay thì cổ phiếu này nó về đến vùng giá sàn và nó bật lên như thế này. Thì mặc dù là cái cây nến rút chân nó không phải là quá lớn nhưng kết phiên nó vẫn giữ được ở cái vùng nền dưới này thì em đánh giá tương đối tốt. Nếu như phim mai cổ phiếu này mà nó về đến vùng giá là 33.5 thì các anh chị bắt đầu có thể giải ngân được rồi, vì đây là cái vùng nền dưới của cổ phiếu. Thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ canh những cái nhịp hồi, có những cái nhịp tích lũy đó. Thì các anh chị nào mà có hàng thì thực ra thì đối với cổ phiếu này thì em vẫn không ưng bằng với cổ phiếu của Techcombank. Thì chúng ta sẽ ưu tiên hơn đối với cổ phiếu của Techcombank. Một cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu của NAB. NAB thì phim nay thì nó cũng có những dấu hiệu tương đối là tích cực, mặc dù là cổ phiếu này giảm đến 9%. Thì đối với các anh chị nào mà các anh chị muốn tham gia mua mới thì các anh chị là sẽ canh ở cái vùng giá 18 ở đây. Thì đây là vùng giá mà cổ phiếu này khi về đến cái vùng nền cũ ở đây thì nó đã có những dấu hiệu bật lên tương đối là tốt, cũng như là giữ lại được ở cái vùng nền như thế này. Thì các anh chị nào mà có hàng thì các anh chị nên canh tham gia mua trung bình giá ở vùng giá là 18, và mua mới chúng ta cũng sẽ mua mới ở cái vùng giá 18 như này anh chị nhé. Và dòng tiền em đánh giá là dòng tiền lớn vẫn chưa thể nào mà thoát hết được với cổ phiếu của NAB, thì chúng ta vẫn có thể là canh tham gia ăn những cái nhịp hồi được anh chị nhé. Tiếp theo đó cổ phiếu của An Bình. Đây là cổ phiếu mà phim này mà nó em đánh giá là nó cũng chỉ bị bán chung theo thị trường thôi. Và khi nó về đến cái vùng nền dưới ở cái vùng giá đó 20 đây, nó tạo ra một cái nến rút chân cực kỳ lớn như thế này. Thì em đánh giá là xu hướng tiếp theo của cổ phiếu của An Bình nó vẫn là xu hướng đi lên. Và các anh chị nào mà có hàng, các anh chị vẫn có thể nắm được, các anh chị sẽ canh khi cổ phiếu này về vùng giá 20 để có thể là mua trung bình giá. Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu VIB, thì như em cũng đã vừa phân tích với các anh chị thì nếu cổ phiếu này nó về đến vùng giá 48 thì các anh chị có thể tham gia giải ngân được một phần các anh chị nhé. Đó. Ngoài ra thì một cổ phiếu khác là cổ phiếu của HPG, thì cổ phiếu này nó sẽ có những điểm đặc điểm khác so với những mã cổ phiếu thuộc dòng ngân hàng. Mặc dù phim nay thì cổ phiếu của HPG thì nó gặp những cái áp lực bán cực kỳ lớn, gặp những cái áp lực bán và nó có những cái cây có cây von lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ canh tham gia theo cái dạng là gì, là tính từ cái vùng đỉnh cũ ở đây đến thời điểm này thì nó đã chiết khấu khoảng tầm 19% rồi. Thì chúng ta sẽ mua với những cổ phiếu nó sẽ có những vùng chiết khấu lớn. Thì cổ phiếu này về nếu phiên mai nó về đến cái vùng giá đó là vùng giá 41.5 ở đây thì chúng ta sẽ xem liệu là phiên ngày mai tham chiếu là vùng nào. À, mai phiên mai thì nó sẽ không thể về được vùng này bởi vì là
cái vùng giá sàn ngày mai thì nó đâu đó nó khoảng tầm 41.8. Nếu nó về vùng giá sàn ngày mai thì theo đánh giá là chúng ta sẽ có thể mua mạnh được đối với cổ phiếu này. Bởi vì tính từ cái vùng đỉnh, cho đến cái vùng giá đó, đâu đó nó đã chiết khấu khoảng tầm 25% rồi. Thì đây là một vùng giá chiết khấu theo đánh giá là chúng ta có thể là chúng ta tham gia được các anh chị nhé. Đó. Thì ở thời điểm hiện tại thì xét về yếu tố về thị trường, đến thời điểm hiện tại rồi, thị trường đã bị đạp rồi, là những thứ mà chúng ta đã nhìn thấy rồi. Thì em đánh giá là trong những phiên tới thì thị trường sẽ có những cái là thực ra thì nếu mà để nói về hồi luôn hay không thì chúng ta chưa thể biết được. Nhưng xu hướng đối với thị trường trong dài hạn em vẫn đánh giá xu hướng thị trường là xuống đi lên. Đó. Và thông thường với những cái nhịp mà các anh chị thể thấy được là trước một cái nhịp mà thị trường hưng phấn ở đây ạ, thị trường bị đạp mạnh như thế này. Thì sau những pha đạp mạnh và nhanh như thế này thì thị trường đã tạo ra được một cái con sóng uptrend thì các anh chị đã thấy thấy được trong thời gian vừa qua. Thì thời điểm hiện tại thị trường của chúng ta cũng đang có những dấu hiệu tương tự như vậy. Ngoài ra thị trường còn có những cái vùng nền hỗ trợ cực kỳ lớn ở đây là những dấu hiệu chúng ta có thể tham gia được các anh chị nhé. Những phiên trước khi thị trường chưa đạp thì chúng ta chưa thể nào mà tham gia được. Nhưng phiên hôm nay khi thị trường đã đạp mạnh như thế này rồi và về cái vùng nền dưới nó chắc như thế này thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ tham gia được. Đó. Và nó còn tích cực hơn ngày xưa bởi vì ngày xưa thị trường đâu có tạo được những vùng nền chắc đâu. Nhưng mà sau đó thị trường vẫn có thể bật tăng được lên. Đó. Tuy nhiên thì trong tăng nó sẽ vẫn phải có những cái nhịp giảm và trong tăng nó sẽ vẫn phải có những cái nhịp điều chỉnh để xử lý lại những cái lượng cung hàng đã bị kẹt được ở những vùng này. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Thì cũng hy vọng là trong thời gian tới khi thị trường có những cái nhịp hồi phục cũng như là tạo ra những con sóng tăng mới, em đánh giá thì đấy sẽ là những cơ hội cực kỳ lớn ở những giai đoạn phía sau. Thì hy vọng là chúng ta cũng sẽ tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm kiếm được những cái lợi nhuận trong những giai đoạn tiếp theo các anh chị nhé. Dạ vâng, thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư ạ.